Chiều qua, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn cơ sở lý luận thực trạng và giải pháp phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa an ninh môi trường nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh. Sự chủ trì hội thảo có Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tình trạng ô nhiễm nước mặt tại Hưng Yên khá nghiêm trọng, điển hình như hệ thống sông Bắc Hưng Hải, ảnh hưởng không tốt đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trong khi đó, vấn đề an ninh nguồn nước chưa được nhìn nhận và đánh giá đầy đủ, làm cơ sở cho công tác ứng phó. Các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá và chỉ ra những nguyên nhân thực trạng nguồn nước mặt hiện nay, mối quan hệ biện chứng giữa an ninh môi trường nguồn nước với sự phát triển bền vững, trên cơ sở đó thống nhất về mặt nhận thức những vấn đề chung về an ninh môi trường nguồn nước mặt. Thực trạng, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường nước mặt và giải pháp đấu tranh phòng ngừa, đồng thời đề xuất giải pháp ứng phó với nguy cơ thách thức mối đe dọa an ninh môi trường, phương án khung về phòng ngừa bền vững, đặc biệt là sự phối hợp giữa các tỉnh liền kề có hệ thống sông ngòi chung chảy qua.